Lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi ủng hộ cái channel của Hiếu trong một thời gian qua. Và hôm nay Hiếu sẽ tiếp tục làm cái video clip nói về hai em Nguyễn Thiện Nhân và em Hoài Đức. Thì như cái video trước thì các bạn cũng đã xem, thì Hiếu có truyền tải lên cái video mà em Nguyễn Thiện Nhân nói về những cái sai của thầy Thích Nhật Từ. Thì mới ngày hôm qua thì em Hoài Đức cũng đã đăng lên một cái clip nói về 10 cái sai của em Nguyễn Thiện Nhân. Thì trong 10 cái sai này thì em Hoài Đức cũng đọc thao thao bất tuyệt, cũng như là một cái sự trả bài của những người đứng ở phía sau viết cho em ấy. Thì hôm nay em Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chỉ cách để cho em Hoài Đức mới 10 tuổi thôi để chỉ cách đi tu. Thì em Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra một cái video clip. Cái giọng này Hiếu nghĩ là của Hòa Thượng Thích Từ Thông thì phải. Hiếu muốn mời quý vị cùng lắng nghe cái đoạn video này nha. Đây, mời quý vị cùng nghe nè. Cái gì đừng có tập ha, tập như trường si mê. Ví dụ như là các vị mà cầu nguyện gian sinh lại lục trên trời dưới đất trên thiên đường dưới địa phủ đó, cái đó là cho si đó, cho si si tức là vô minh, nói nôm na là không sáng suốt, không trí tuệ, nói không chỉ tình tức là một lời vô buồn quá rồi. Làm ăn mà không lo làm ăn, không tìm nguyên nhân nào để làm cho nó thành vượng, không tìm nguyên nhân nào mà nó làm cho mình thất bại. Thế thì là cái suy là ghê lắm đó. Cho nên tu hành chỉ cần tham sân si và đem gì tập bỏ cái suy thôi. Và tập bỏ cái suy rồi là các vị sẽ nêu nêu nói về cái cuộc sống mình ha, không có sợ giảm gì và làm gì ở trên chiều đường này, và cũng không có sợ cái ông gì, cái bà gì, cái thần nào, con nào ở với địa phủ gì mà hành hạ ông bà cha mẹ mình ở dưới đâu. Thế là cái gì xuống kia lắm chưa? Còn cái gì cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình làm vậy mà có gì mà nói là Phật là vậy, tôi thấy cái này không lẽ tôi chết không được, chứ còn nếu mà ngã ngang chết thì tôi mừng lắm. Cái đạo thật sự thì không gì nữa. Cái đó là Đức Phật Thích Ca không hề biết là cái đó. Mà mình gọi là Đại Thánh Thích Ca là tại sao mình biết những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết là sao. Mình làm những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết để làm thì sao gọi là đạo Phật được. Cho nên mình nói mình để tới phần ca mà xếp cho kỹ đó, có người không có dính dáng gì nào mà cái đó mà cái tuổi không phải thọ được 80, không được 70, thậm chí là chưa được 60, cũng không phải vì chưa được 60 là do mình không phù hộ đâu nha. Đừng hiểu Đức Phật phù hộ những đề tổ tác đó. Nó một cái khác là vấn đề tu hành, không phải là vấn đề để được cái phước mà mình lấy tổ tác, mình lấy sự xuất gia. Cho nên pháp tâm tu hành không đặt điều kiện với Đức Phật rằng
nếu mà nói đừng 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 sợ có vẻ có vẻ thủ hàng quá đó thì Phật không làm được, nó thật tình Phật không làm được, không giúp được cái việc cho mình muốn sống dài đâu. Cũng như Phật không giúp được cho mình được làm giàu là có, không có. Phật không giúp đỡ cho mình là ăn được gọi là may mắn giàu có sống dài, điều đó Phật không giúp được. Và nếu mà Phật tử mà có ý nghĩ như vậy là nghĩ sai rồi đó, nghĩ sai về Đức Phật rồi. Mình tu Phật vậy đó, mình làm khó cho Đức Phật rồi, làm khó dễ cho Đức Phật. Bởi vì mình ai tu rồi cũng quý Phật, cũng thích Phật, cũng lại Phật, cũng cầu nguyện Phật, mà Phật lại không làm gì cho mình được hết, là được buồn Phật. Mà buồn như vậy thì là tội nghiệp Phật. Và để nói lên rằng là mình không hiểu gì Phật mà mình tu Phật thì làm khó dễ cho Phật mà thôi. Cho nên tôi nói cái ý này là tôi muốn nhắc các Phật tử rằng là vô thường lão bệnh mất giữ nhân kỳ triêu tồn tịnh vong sát na chỉ thế. Vô thường nó không hẹn cái tuổi. Vô thường nó không hẹn tuổi nào đó. Rồi cái đoạn video đến đây là đã hết rồi các bạn. Đó là cái đoạn video của Nguyễn Thiện Nhân muốn gửi cho em Hoài Đức, cái cách tu, cái cách nói như thế nào đó. Đối với em Nguyễn Thiện Nhân thì cũng đã gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng cũng như là thầy Thích Nhật Từ. Thì qua đoạn video này cũng như clip này của em thì Hiếu muốn chia sẻ lại y như em ngồi giống như Hiếu vậy nè, cũng ngồi nghe như thế này và chia sẻ đến mọi người. Rất mong là hai em hãy hòa đồng và đừng có gây sóng gió cho nhau trong cái lứa tuổi đang đi học. Đoạn video này đến đây Hiếu xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ và cho video của Hiếu. Hiếu rất là chân thành cảm ơn. Không quên chúc cho mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong công việc. Xin kính chào tạm biệt và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu nhé. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.